Vâng, xin chào các anh chị các bạn, chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với series video Business Marketing Vlog. Và hôm nay thì đội ngũ của chúng tôi đã chuẩn bị cho các anh chị và các bạn một cái bài học liên quan đến phần bán hàng rất là kinh điển. Đó là 7 cái kỹ thuật để chốt đơn nhằm tăng cái đơn hàng thành công lên. Chúng ta chốt khách nào là gần như là được khách đó. Và ai cũng có thể áp dụng, đúng không? Ai cũng có thể áp dụng một cách dễ dàng và thành công. Đây là 7 cái kỹ thuật mà tôi đã áp dụng và đào tạo cũng như là nghiên cứu rất là nhiều các cái tài liệu để có thể giúp cho các anh chị các bạn tham khảo. Cái này thì các anh chị có thể áp dụng trong quá trình làm kinh doanh, bán hàng trực tiếp, bán hàng tư vấn qua Facebook, qua website vân vân, được chưa ạ? Vâng. 7 kỹ thuật chốt đơn thành công trong quá trình bán hàng. Tên tôi là Phan Anh. Là giảng viên đại học, chuyên gia về marketing. Với trình độ học vấn thì chắc là các anh chị cũng đã biết rồi. Tôi tốt nghiệp MBA chương trình NIST Sophia Antipolis và thạc sĩ của Đại học Luật Hà Nội. Và tôi đã xuất bản 4 cuốn sách và năm 2020 tới đây thì chúng tôi sẽ xuất bản rất là nhiều các đầu sách nữa. Hy vọng các anh chị có thể ủng hộ. Tôi đã có 50.000 người theo học trực tuyến trên các cái nền tảng giáo dục trực tuyến như là Edumo, Kina hay là Udemy hay là Unica, đúng không ạ? Từ năm 2008 tới nay thì tôi đã đào tạo cho hơn 4.000 học viên học offline trên toàn quốc. Vâng, và với 12 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn thì tôi hy vọng là có thể chia sẻ với anh chị một số những cái nội dung trong các cái chương trình vlog của chúng tôi hoặc là các khóa học video của chúng tôi. Vâng, để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu chốt đơn hàng là gì. Trong tiếng Anh nó gọi là closing deal, đúng không ạ? Closing tức là chốt, khóa lại, deal tức là cái thỏa thuận. Và dịch ra tiếng Việt mình gọi là chốt đơn. Thế thì đây là cái khâu cuối cùng của một quá trình bán hàng. Nhớ rằng là nó chỉ là một khâu thôi nhá. Nó không phải là toàn bộ, đúng không ạ? Các bạn học một cái chương trình chốt đơn mà các bạn không có cái phần đằng trước, các bạn không chốt được đâu. Đấy. Cái khâu này là cái khâu mà khách hàng sẽ ra quyết định mua hoặc là thực hiện các hoạt động thanh toán tiền, đồng ý mua hàng, được chưa? Và có thể thực hiện trong bán lẻ trực tuyến, bán lẻ trực tiếp, gọi là C2C hoặc là B2C, hoặc là bán buôn trong doanh nghiệp, gọi là B2B, bao gồm là bán buôn trực tiếp hoặc là bán buôn trực tuyến. Đấy, thì chúng ta chia, nó sẽ có online, offline, chúng ta chia thì nó cũng có bán lẻ và bán buôn. Tiếng Anh người ta gọi là B2C và C2C. Còn tiếng Anh đối với ngành bán buôn gọi là B2B, business to business, đúng không ạ? Vâng, cái này thì tôi cũng hướng dẫn cho các anh chị những cái thao tác và những kỹ thuật đơn giản thôi để các anh chị dễ dàng áp dụng và dễ dàng thành công hơn. Vâng, và nhớ rằng là chốt đơn là chúng ta không tính hoặc là chưa tính đến cái khâu trước đó của quá trình mua bán hàng. Thí dụ như là khâu tư vấn về giá, đúng không ạ? Hay là khâu gặp gỡ khách hàng, hay là những cái khâu tham khảo ở trên mạng, vân vân. Đó, thì ta đang chỉ bàn mỗi một cái khâu đấy là khâu chốt đơn, được chưa ạ? Vâng. Kỹ thuật đầu tiên đấy là chúng ta phải thấu hiểu khách hàng. Vâng, trong tiếng Anh người ta gọi là inside customer. Inside tức là ở bên trong, cái ẩn chứa bên trong đó thì khách hàng thực sự là người như thế nào, họ mong muốn ra sao, họ thích cái gì, họ sướng cái gì, họ cần cái gì, điều gì làm cho họ phê, điều gì làm cho họ cảm thấy sợ hãi, lo lắng, đúng không ạ? Và điều gì làm cho họ thay đổi cái quyết định mua hàng. Vâng, thì cái rất là nhiều các nghiệp vụ các bạn có thể làm để giúp đọc hiểu khách hàng. Các bạn có thể xem Facebook cá nhân của họ, xem website của họ, xem kênh YouTube của họ nếu có, xem Zalo của họ, đúng không ạ? Mình có thể xem xét tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, thói quen, hành vi. Chúng ta có thể dành ra một vài phút hoặc nhiều hơn nữa để chúng ta nghiên cứu về khách hàng, nghiên cứu về sở thích, nghiên cứu về khả năng tài chính, thông qua các hình ảnh, thông qua các video, thông qua cách nói chuyện, thông qua mối quan tâm, thông qua cách tương tác trên mạng xã hội là chúng ta có thể đoán được rất nhiều thông tin về khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta có thể phân tích khách hàng thông qua câu hỏi của họ. Thí dụ người ta vào người ta hỏi giá, hay là anh chị ơi cho vui lòng cho xin hỏi giá, thì hai cái câu hỏi đấy đã thể hiện cái trình độ văn hóa, tuổi tác của hai cái khách hàng hoàn toàn khác nhau rồi. Hoặc là khách hàng người ta đặt câu hỏi như thế này, ví dụ như là tôi đi mua một cái máy tính MacBook, đúng không, thì tôi sẽ hỏi là bạn ơi, bạn vui lòng cho tôi hỏi là bên bạn
bán bao nhiêu tiền một cái MacBook bản Pro năm 2019 mới nhất, gọi là mình gọi là middle hoặc là late 2019. Vâng, màu xám, cấu hình 512GB, RAM là 16GB hoặc 8GB, đúng không ạ? Loại 13 inch thì có giá là bao nhiêu? Thì cái câu hỏi này cho thấy rằng là khách hàng họ đã thực sự muốn mua và khách hàng muốn tìm hiểu đúng cái sản phẩm đó. Và đây chính là những khách hàng cực kỳ tiềm năng mà các bạn có thể chốt đơn. Đó, như tôi phân tích đúng không ạ? Các bạn có thể thấu hiểu khách hàng thông qua cách là các bạn nhìn vào Facebook của họ, nhìn vào Zalo, nhìn vào website Instagram vân vân. Mình có thể đánh giá được họ là người như thế nào. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà chúng ta có thể đánh giá được một phần. Từ đó là chúng ta có thêm thông tin để chúng ta tư vấn cho khách hàng cho phù hợp, được chưa ạ? Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ xem là khách hàng thực sự thích điều gì, như tôi vừa nói, điều gì làm họ thỏa mãn, điều gì làm cho họ sướng, điều gì làm cho họ sợ hãi, và chúng ta phải xoáy sâu vào nỗi đau cũng như là sự sợ hãi của họ, đúng không ạ? Và điều gì khiến họ cảm thấy là mình có thể chạm vào trái tim họ, chạm vào cảm xúc của họ, điều gì khiến làm cho họ sẽ thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động để cái quá trình mua hàng nó trở nên diễn ra dễ dàng hơn. Đấy, thì trong tiếng Anh người ta gọi là customer insight, thì nó gồm rất là nhiều các cái vấn đề đúng không ạ? Như là yêu cầu này, request, hay là chúng ta phân tích khách thị trường này. Đấy, rồi thì chúng ta đánh giá các phản hồi của khách hàng này. Rồi thì các cái thông tin để so sánh này, phân tích về khách hàng này, phân loại khách hàng này, lòng trung thành này, hoặc là những cái complaints, tức là những cái phàn nàn của khách hàng này, thì chúng ta sẽ hiểu được họ thật sự là cần gì, muốn gì, được chưa ạ? Vâng. Và chúng ta cũng cần phải biết là ai sẽ là người ra quyết định mua. Vâng, ai sẽ là người thụ hưởng. Đôi khi người mua không phải là người thụ hưởng, bởi vì mình mua cho con mình chẳng hạn, hay mình mua cho chồng mình chẳng hạn, đúng không ạ? Ai sẽ là người gây ảnh hưởng? Ví dụ như bà vợ mua hàng nhưng mà ông chồng là người quyết định, và ngược lại. Một số ngành hàng thì ông chồng mua nhưng bà vợ là người quyết định. Đó. Thí dụ như là tôi có một cái chị học viên, chị đi học. Thế thì trước khi mà chị quyết định là chị sẽ mua hàng, thì chị còn chia sẻ tâm sự là chị rất là muốn đi học nhưng mà sợ chồng không đồng ý. Thì chồng cũng hơi bảo thủ, rồi chồng cũng nghĩ rằng là đi học thế vô bổ, chả có tác dụng gì, công việc kinh doanh đang tốt, vân vân. Rồi, thế thì khi mà khách hàng người ta nói ra điều đó, thì mình hiểu rằng là cái người gây ảnh hưởng là người chồng, và rất là có vai trò quan trọng, bởi vì người vợ đã đồng ý đi rồi, nói như thế là người ta muốn rồi, người ta có tiền, người ta không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng mà người ta không đi, người ta không mua hàng, bởi vì người ta sợ ông chồng. Vậy thì mình phải tác động vào ông chồng, mình phải trò chuyện, mình phải tư vấn, và mình chốt sale với ông chồng. Ông chồng ông ừ thì thậm chí bà vợ không ừ cũng phải đi. Đó, và mình chốt sale cả hai người xong thì là rất ngon lành. Đấy, thì lúc đó thì chúng tôi đã gọi điện tư vấn cho ông chồng. Anh làm rất là giỏi, anh rất là thành công, doanh nghiệp của anh rất là đáng ngưỡng mộ, đúng không ạ? Cái bán hàng online bây giờ nó rất là tốt. Thầy Phan Anh thấy là dạy về kinh doanh online, thầy có cam kết cho mọi người và giúp cho mọi người có thể bán hàng rất là tốt qua các cái kênh. Mình hiểu về khách hàng, mình chạy quảng cáo, mình làm fanpage, mình làm web, vân vân. Mình ca ngợi ông chồng lên, mình ca ngợi cái tài năng lên, mình ca ngợi cái hoạt động kinh doanh của cái doanh nghiệp đấy lên. Và thực tế là như vậy, và ông chồng nghe xong thấy rất hợp lý, và ông chồng động viên vợ đi học. Thế là cởi mở cả tấm lòng. Thì đấy chính là cái mà mình đã chốt đơn đấy. Đúng không ạ? Mình đã chốt đơn và chốt đơn thành công đấy ạ. Bởi vì sao? Mình thấu hiểu khách hàng. Mình thấu hiểu ai là người mua, ai là người thụ hưởng. Trong trường hợp này, chị vợ là người mua, chị vợ là người thụ hưởng, nhưng anh chồng lại người là người gây ảnh hưởng. Có những trường hợp mà mua bảo hiểm cho con, đúng không ạ? Chị vợ là người mua, người thụ hưởng là con, nhưng ông chồng là người gây ảnh hưởng. Cho nên lúc đấy mình cũng vẫn phải tác động đến cả hai người. Đó. Thì chúng ta cần phải thấu hiểu, bởi vì khi chúng ta thấu hiểu khách hàng thì gần như chúng ta đã chiến thắng đến 50% rồi. Chúng ta cho họ những thứ mà họ cần, gỡ, giải giải tỏa, gỡ bỏ những cái mà họ đang lo lắng, thì họ sẽ ok. Cái kỹ thuật số 2, chúng tôi gọi nó là đưa ra những thỏa thuận không thể từ chối. Trong tiếng Anh nó gọi là deal, đúng không? Closing deal. Deal tức là các thỏa thuận. Vâng, thực chất mua bán đây là các cuộc thỏa thuận mà thôi. Tôi đồng ý mua cái này với giá tiền như thế này, với thời lượng như thế này, đúng không? Vâng, ví dụ như là họ sẽ quan tâm đến vấn đề về giá, thì mình sẽ nói về sản phẩm của mình tốt như thế nào và tại sao đó là có giá tốt và là một món hời. Ví dụ như họ quan tâm đến chất lượng,
thì mình sẽ nói về sản phẩm và dịch vụ của mình phức tạp như thế nào, làm thế nào để sản xuất ra được một cái sản phẩm như vậy, đòi rất nhiều công, những cái nguyên liệu nó rất là cao cấp, những cái nguyên liệu nó rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, ví dụ như là cát là phải lấy từ sa mạc, tất nhiên cát thì lấy ở sa mạc rồi, muối thì lấy từ đại dương, đúng không ạ? Vâng, tất nhiên muối là lấy từ đại dương rồi. Đấy, thế thì câu chuyện như vậy là chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta nói để cho nó hay hơn và chúng ta khác biệt như nào, vượt trội như nào so với đối thủ, được chưa ạ? Và nếu như mà khách hàng lo lắng, đúng không ạ, thì chúng ta phải đưa ra cam kết, chúng ta phải cam kết thật nhiều và làm nhiều hơn cam kết phải thật, được chưa ạ? Rồi, các bạn cần phải là một người bán hàng thì cần phải đưa ra rất là nhiều các cái deal hay là các offer để cho khách hàng và làm theo phương pháp là nhả dần đều. Mình không bao giờ cho khách hàng một phát tất tay ngay, bởi vì vốn dĩ khách hàng luôn luôn tham lam và cảm thấy dễ dàng, hoặc là họ cảm thấy là ồ như vậy thì tôi cảm thấy như thế là hình như là họ cho tôi rất là dễ và họ còn nữa, đúng không ạ? Chưa phải là thỏa thuận tốt nhất, mặc dù là mình đã bảo là mình cho hết rồi, cho tất tay rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta không tin. Vậy thì cần phải có nhiều thỏa thuận và đàm phán với khách hàng theo phương pháp là nhả dần đều ra, cho từng ít một, và cảm thấy rất là khó khăn nhưng vẫn không được làm cho khách hàng nản chí, được chưa ạ? Tôi sẽ kể với các bạn một câu chuyện mua xe mẹt của anh bạn tôi. Thế thì anh ấy cũng là một chủ doanh nghiệp chuyên về sản xuất bán hàng, anh ấy trực tiếp anh cũng đi sale. Anh ấy ra cửa hàng, anh đi lượn tất cả các chỗ anh ấy bán. Sau đó thì anh ấy đến một địa điểm, đúng không? Sau đó anh ấy hỏi chính sách. Thế là nhân viên bán hàng ở đây, khách hàng đây rồi, nhân viên bắt đầu bảo là bên em có chính sách chương trình như này. Rồi xong, anh lại đi về, anh không nói gì cả. Hôm sau anh lại quay lại, anh bảo bên kia người ta cho tốt hơn, đúng không ạ? Thế là sau đó bạn nhân viên này tiếp tục muốn giữ khách, lại nhả tiếp, nhả tiếp, nhả tiếp. Anh ấy vẫn chưa mua, anh ấy đi về, đúng không ạ? Anh ấy đùng đỉnh một thời gian, sau đó anh lại quay lại. Anh bảo nhưng mà bây giờ em chưa tốt, giá như thế chưa tốt, khuyến mại như thế chưa tốt, em phải làm thế nào để tốt hơn nữa cho anh đi. Thế thì lúc đó thì bạn ấy bắt đầu bảo thôi đây này, em cho anh hết đây này, khuyến mại này, tặng cái này tặng cái kia này, thêm cái này thêm kia, giảm giá hết sức rồi, nếu mà anh không mua nữa thì em chịu, em hết rồi. Thế thì anh ấy bảo là bây giờ em cứ cho anh hết tất cả các cái quyền lợi của khách hàng mà sale có thể cho được, thậm chí xin lên cái mức là của trưởng phòng giám đốc cho anh, thì anh sẽ cho em một cái số tiền ở bên ngoài, anh vẫn tặng em một cái số tiền là 10 triệu đồng ở bên ngoài, còn cái phần chính sách của doanh nghiệp thì anh cho em cho anh hết. Thế và bạn ấy cũng thấy hợp lý và bạn ấy đã xin toàn bộ cái chính sách tốt nhất cho khách hàng. Và đến lúc mà sau đó anh ấy mua xong cái xe thì bạn nhân viên bán hàng đã nói rằng là anh có thể cho em biết là anh làm nghề gì không, mà em không thể đàm phán được với anh bởi vì anh toàn đàm phán ở thế chiến thắng, đúng không? Thế anh mới cười, anh nói là anh cũng làm nghề giống em, tức là anh ấy cũng làm sale. Thì cái kỹ thuật ở đây là kỹ thuật đàm phán, phải nhả deal dần dần. Đấy, thì cuối cùng là dạ, trong trường hợp này thì khách hàng đã chiến thắng. Nếu bạn là sale thì bạn phải hiểu điều đó, được chưa? Thứ ba là khách hàng luôn luôn quan tâm đến giảm giá. Thì trả lời cho câu hỏi là chúng ta giảm giá hay không giảm giá, thì chúng ta cũng cần phải có các kịch bản cụ thể, trong chính sách cụ thể. Trong một số tình huống mình sẽ nên giảm giá và trong một số tình huống thì không nên giảm giá. Chứ nó không có công thức chung là giảm hay không giảm. Và giảm thì nên có kịch bản cho phép giảm dần 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 dần. Và nên giữ giá, đàm phán nên giữ giá hoặc giảm một chút thôi. Nhưng mà tăng cam kết, tăng lợi ích, tăng giá trị, tăng quà tặng lên thay vì giảm giá. Thì tôi vẫn nghĩ như thế là tốt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Vâng. Tất nhiên giá là một vấn đề nhạy cảm mà bất kể một khách hàng nào họ cũng đều luôn luôn check giá. Họ đều luôn luôn đánh giá bởi giá. Thế nhưng mà giá không chênh nhau quá nhiều mà dịch vụ chất lượng thương hiệu tốt hơn thì rất là quan trọng, đúng không? Thứ ba là đúng người đúng thời điểm. Đây là một cái kỹ thuật rất quan trọng, đúng không? Nếu mà các bạn mà không đúng người, hoặc là các bạn không đúng thời điểm thì các bạn cũng không chốt được sale. Việc bán đúng người hay là đúng người bán, đúng người mua rất quan trọng, có khi còn nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi kể một câu chuyện là bán xe cho tôi, đúng không ạ? Một bạn bạn ấy gọi điện cho tôi, bạn hỏi bán xe ô tô. Thì hồi đó là tôi điền form vào cái form mà họ chạy quảng cáo. Thế sau đó thì họ gọi tele sale,
Nhưng mà rất là đen cho cái bạn sale này. Đây là câu chuyện có thật. Bạn ấy gọi điện cho tôi khá là nhiều lần, khoảng 3-4 lần đều gặp lúc tôi bận. Tôi đều dập đi và không nghe máy. Mà tôi bận thật. Rồi ai đã gọi điện cho tôi thì biết là tôi rất là bận, đúng không ạ? Đi dạy, đi làm, đi tư vấn, làm video, viết sách, vân vân. Thế thì bạn ấy cảm thấy là có vẻ khách hàng này là kiểu như là điền thông tin vào vớ vẩn. Và bạn ấy đã buông ngay khách hàng trong 4 lần gọi điện, bởi vì gọi là tôi đều bị tôi từ chối và không nghe máy. Nhưng sau đó bạn ấy đã quên một việc là bạn ấy không thiết lập cuộc hẹn, bạn ấy không lưu số điện thoại, không nhắn lại SMS cho tôi. Đến khi 1-2 tuần sau tôi rảnh thì tôi bắt đầu là nghĩ chuyện đi mua ô tô, thì tôi tìm bạn ấy thì không thấy, vì cái cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến nó rất là nhiều, chúng ta không thể biết được. Và sau đó thì tôi rất là tiếc không thể mua hàng cho bạn ấy. Tôi đã ra showroom mua và một ngày đẹp trời, một bạn ngồi ở showroom đã hưởng toàn bộ cái doanh số của cái chiếc xe đó. Tôi kể câu chuyện đó ra là một ví dụ cho mọi người thấy rằng đúng người đúng thời điểm và cái kỹ năng chốt đơn của bạn rất là quan trọng, đúng không ạ? Kể cả bạn không bán được hàng hoặc là như thế, bạn vẫn nên duy trì mối quan hệ, kết bạn Facebook, kết bạn Zalo với khách hàng, bảo khách hàng lưu số điện thoại lại. Đấy là việc cần thiết các bạn cần phải làm. Hay là một câu chuyện khác để mà nói về chuyện bán bất động sản với thầy Văn Anh. Có một team cũng đến chào và bây giờ em muốn bán cho thầy cái dự án của Vinhome như này như kia, tư vấn xong xuôi hết, cho chiết khấu rồi. Đấy, thế sau đó thì thấy thầy Văn Anh ngại đi công tác một thời gian, 2-3 tuần không thấy về, không thấy gặp, xong bắt đầu giãn ra không thấy gặp tiếp, đúng không ạ? Đến lúc mà thầy Phan Anh có tiền, vẫn dự án đấy, thầy Phan Anh đã chốt đơn với một bạn khác, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là người làm sale đã khai phá đến 90% rồi, nhưng mà sau đó bạn nản thì người khác sẽ cốc mò cò sơi thôi. Cho nên ấy là qua cái kỹ thuật số 3 này, tôi muốn khuyên các bạn là đúng người đúng thời điểm rất quan trọng, mình phải đeo bám, mình phải có kỹ thuật, mình phải chăm sóc. Tất nhiên chăm sóc càng lâu thì càng tốn thời gian và chi phí. Nhưng có rất nhiều thứ chúng ta không thể chốt đơn ngay được nha. Nó không phải như mớ rau, là chỉ việc là rau này non hay không, rau này bao tiền một mớ. Bảo là 2.000 thế thì 3.000 hai mớ, có mua bán không? Bán, lấy về xong luôn. Cái bất động sản, cái xe hơi, rồi cái những cái giá trị cao, đúng không ạ? Người ta sẽ cần nhiều hơn thời gian như vậy để người ta ra quyết định mua, thì chúng ta cần phải hiểu điều đó. Đấy, thì chúng ta mới tăng được tỷ lệ chốt đơn, được chưa?